Quỳnh Anh xin đại diện cho Dr. Vitat xin cảm ơn tất cả quý khách hàng đã tin dùng sản phẩm của Dr. Vitat trong suốt những năm tháng vừa qua. Và ngày hôm nay thì anh muốn chia sẻ với tất cả quý vị đó chính là sản phẩm mặt nạ đến từ nhà Dr. Vitat. Cái mặt nạ này có gì khác so với mặt nạ thông thường? Thì tất cả quý vị bạn biết được rằng là thông thường là chúng ta sẽ dùng mặt nạ bằng giấy, mặt nạ lên men từ dừa, rồi mặt nạ vàng, mặt nạ bạc vân vân. Thì thực tế trong trong các nhà cao cấp, đẳng cấp cao nhất đó chính là mặt nạ bôi trực tiếp. Bởi vì sao? Giấy thì chúng ta biết được rằng là giấy thì làm từ cây đúng không ạ? Cái lõi của cái cây, sau đó họ nghiền ra, sau đó phải ngâm hóa chất để tẩy trắng đúng không? Và những cái tạp chất đó rất nhiều, và khi đắp hàng ngày ấy, thì nó có những tạp chất nó xâm nhập vào trong da và nó gây hiện tượng kích ứng. Ngoài ra giấy mà chúng ta đắp trong một thời gian nó lâu quá, ví dụ 30-40 phút hoặc 1 tiếng thì không đắp được, bởi vì lúc đấy nó giấy nó khô cái giấy thì nó lại hút ngược nước ở trong ra ngoài. Thế cho nên là đó không phải là sự lựa chọn tốt để trong chăm sóc da cao cấp. Và mặt nạ của Dr. Mittag nó sinh ra đúng cái thời điểm của miền Bắc chuyển sang cái thời tiết nó hanh khô hơn, và chúng ta có thể tự tin để chúng ta sử dụng nó. Bởi vì Dr. Mittag làm mặt nạ này, các bạn biết giá của nó rất là thấp. Vì sao lại như vậy? Bởi vì đơn giản là ân muốn các quý khách hàng thân thương được sử dụng những cái dòng cái hoạt chất nguyên liệu hàng đầu của thế giới với giá tốt nhất, để mọi người hiểu hơn về cái triết lý của Dr. Vitat. Và mặt nạ của chúng ta đó là sự kết hợp của 4 loại HA, và trong đó có HA butter, trong đó có HA oligo, trong đó có HA LQH vân vân. Thì những HA này nó đã nổi tiếng trên toàn thế giới, bởi vì HA butter thì bạn biết rồi, việc sử dụng HA butter sẽ làm tăng sinh collagen loại 1 lên tới 14%, nó cải thiện độ ẩm lên tới 25,3%, rồi cải thiện kết cấu da 13,4% vân vân. Hoặc là HA oligo thì chúng ta có những cái tác dụng đó là tăng cường chức năng của các thể liên kết của các tế bào, hoặc là mô đối kín và mô đối hở, rồi là nó sẽ tăng cái kênh dẫn nước Aquagreen 3 giúp cho làn da chúng ta sẽ được cấp nước nhanh nhất có thể. Hoặc là chúng ta có những HA ở cũng thế hệ thứ hai, nó sẽ điện tích cháy dấu so với điện tích của da, cho nên tính bám dính của nó rất là tốt, và giữ ẩm của nó vượt trội hơn những loại HA thông thường trong thí nghiệm. Và câu chuyện ở đây đó chính là chúng ta có thể sử dụng cái HA này hàng ngày, có thể đắp qua đêm thoải mái mà chúng ta không lo lắng những cái nhược điểm của những mặt nạ, hoặc là những cái phương pháp là chúng ta sẽ dùng thêm những cái mặt nạ giấy hoặc mặt nạ lên men vân vân. Và chúng ta có thể có những cái trải nghiệm rất là ân nghĩ là các bạn sẽ tự cảm nhận thấy được. Có một câu nói là chăm sóc da bắt đầu từ rửa mặt đúng không, và kết thúc đó là việc đắp mặt nạ. Thì bạn sẽ đắp mặt nạ qua đêm và buổi sáng bạn rửa mặt thì bạn sẽ nhận ra là gì ạ, trong suốt lúc thời gian mình ngủ thì HA nó đã làm được rất nhiều công việc để giúp cho giữ cho bạn có một làn da nó mịn màng, đủ ẩm để bắt đầu ngày mới.